Dạ, đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Dương xin mến chào quý cô bác anh chị và các bạn. Dạ, trong những ngày vừa qua và có rất nhiều các cô các chú anh chị ở tất cả các tỉnh rất xa về đây báo tin nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình để đăng tin để tìm người thân. Đặc biệt là sáng hôm nay một cái câu chuyện là thực sự là rất đau lòng, nghe rất xúc động. Hôm nay có một chị ở một tỉnh rất xa thì hôm nay cũng vượt phải nói là hàng ngàn km để vô đây để nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình để đăng tin để tìm con gái và em trai bên này tìm vợ. Dạ, câu chuyện là kính mời cô chú anh chị bạn tiếp tục theo dõi hết video này. Dạ xin phép chào chị gái nhé. Chị có thể chị giới thiệu chị họ tên là gì? Dạ, em tên Hoàng Thị Thu ạ. Chị Hoàng Thị Thu ha. Dạ. Chị Thu nhiêu tuổi rồi? Em sinh năm 79 ạ. 79 từ Mùi. Dạ. Chị nguyên quán ở đâu? Em ở Kỳ Anh, Hà Tĩnh ạ. Kỳ Anh, Hà Tĩnh rất xa đúng không? Dạ. Ồ trời ơi, vậy là chị vô đây lâu chưa? Em nghe tin con gái đi không về thì em vào đây được 3 ngày rồi ạ. Chị nghe con thông tin con gái đi không về. Dạ. Là chị vô đây để tìm đúng không? Dạ. Vậy là con gái chị hiện nay là trước cái thời điểm bỏ nhà đi mất tích, con gái chị sống ở đâu? Sống với chồng với con ở Vĩnh Tân, Tân Uyên, Bình Dương ạ. Ồ, Vĩnh Tân, Tân Uyên, Bình Dương. Dạ. Con gái chị họ tên là gì? Con gái em Nguyễn Thúy Hằng ạ. Nguyễn Thúy Hằng ha. Dạ. Trời, con chị sinh năm mấy? Sinh năm 2004 ạ. 2004, 19 tuổi. Vậy là con chị có chồng rồi đúng không? Dạ. Chị cho em hỏi là chị được mấy người con rồi? Dạ em 3 ạ. 3 người con. Dạ. Bé này là thứ mấy? Bé thứ 2 ạ. Thứ 2 nha. Dạ. Rồi chị hiện nay đang sinh sống ngoài quê ở Hà Tĩnh, Kỳ Anh, Hà Tĩnh chứ không phải sống trong miền Nam đúng không? Dạ. Chị nghe thông tin là con gái bỏ nhà đi hoặc mất tích là chị vô để tìm. Dạ. Đến giờ phút này chị về đây nhờ anh em về Xích Bình Dương để tìm con đúng không? Dạ. Dạ, chị có biết là lý do tại sao con chị bỏ đi không? Em cũng không biết bởi vì tối thấy chiều thấy 4 giờ rưỡi thấy con rể gọi điện về rồi mẹ gọi điện cho vợ con xem sao mà vợ con đi làm mà cả ngày con điện cũng được mà không thấy về đến giờ này không thấy về thì em điện thì điện cũng không được nên từ số cho đến trên mẹ trên gờ mạng gì cũng gọi cũng không được. Ê, nóng ruột từ bữa hôm nay giờ em bị bệnh, em sức khỏe em thì yếu. Chị bị bệnh gì vậy mà em nhìn người chị xanh xao mà ốm nhất rồi. Em bị bệnh ung thư. Trời đất ơi. Rồi đến lúc rồi em cũng gọi cho con mẹ ngay ở nhà đi, em nóng ruột thì em vào. Em vào đây thì gọi cũng gọi được. Cũng cũng thấy con về, cũng có tin tức gì của con cả. Giờ em đến đây em nhờ anh em đổi tìm giúp con cho em với. Để con em về với cháu, về với em. Em thương con, em nhớ lắm. Chị Trâm hỏi con chị lấy chồng lâu chưa? Con em lấy chồng năm 2021 ạ. 2021 được 2 năm ha. Dạ. Vậy là chị có cháu chưa? Cháu ngoại chưa? Dạ có ạ, cháu 2 tuổi ạ. Cháu 2 tuổi. Dạ. Vậy là con chị từ Kỳ Anh, Hà Tĩnh để vô trong Bình Dương này làm việc lâu chưa? Cháu cũng vào làm được mấy năm rồi ạ. Mấy năm này ha. Rồi con chị trước cái thời điểm mà con chị bỏ đi hoặc mất tích thế này á, là con chị có gọi điện về nhà là cho chị biết là con đi chuẩn bị đi đâu không? Không, nói chuẩn bị để về quê. Còn hai vợ chồng vẫn sắp xếp để về quê mà. Em ở nhà cũng chuẩn bị mọi thứ để cho con về mà. Đến lúc như con bỏ con đi cũng biết là ai dù cho con em đi hay là con em tự đi hay là như thế nào thì em cũng biết chứ. Hai vợ chồng vẫn sắp xếp nữa là cả vợ chồng và cả cháu là để về quê. Không ai ngờ cháu nó đi mổ. Em về ngày nay em nóng gan nóng ruột với con không ăn uống. Em nhớ cả anh em ra ngoài giúp em tìm con về cho em rồi. Em vui em nhìn cháu em xót lắm. Cháu em cứ sáng dậy cứ về, cả ngày cả đêm cứ kêu mẹ. Em xót ruột với con với cháu lắm. Nhưng em không biết nó làm cả. Dạ em xin phép chị thế này.
Em nghe là thông tin thì chị nói là chị bị bệnh ung thư đúng không? Dạ. Là chị bị ung thư gì vậy? Em bị ung thư đại tràng giai đoạn cuối. Trời ơi. Chị bị lâu chưa? Em bị con gái ăn cưới được mấy ngày thì em bị. Trời ơi. Con gái cưới mấy ngày thì mẹ phát hiện được bệnh đúng không? Dạ. Chị đã điều trị ở những đâu rồi? Bình tĩnh đi. Chị điều trị những đâu rồi? Em điều trị mà không đủ sức khỏe. Không đủ sức khỏe. Không đủ sức khỏe để mà bổ hỏi chất. Bây giờ chị phải bình tĩnh. Em uống thuốc nam. Bây giờ chị mà khóc thế này á, mà chị mệt mỏi à, hiện nay thì con chị mất tích thế này, đúng không? Dạ. Chị không giữ được bình tĩnh là tinh thần là suy sụp, là có thể chị còn yếu hơn nữa. Dạ. Bây giờ dù gì thì con cũng lỡ bỏ đi rồi. Chị, dạ. Chị phải bình tĩnh, anh em tìm cách để giúp con chị. Dạ. Chị nhắc lại là con chị họ tên đầy đủ là gì? Con gái em Nguyễn Thúy Hằng, sinh 2004 ạ. Nguyễn Thúy Hằng, sinh 2004. Dạ. Nguyên quán là tại Kỳ Anh, Hà Tĩnh, đúng dạ. không? Con chị đặt. Xin chào quý vị các bạn. Thì hiện nay bên Công Trần đang bán tinh dầu gia truyền của công ty Dạ Thảo Liên. Đặc biệt bên mình đang bán những thuốc về viêm khoang miệng như sâu răng, hôi miệng, viêm lợi, chảy máu chân răng, ê bút chân răng, nhiệt miệng, lấm lưỡi, lưỡi bản đồ, viêm nứt da miệng, viêm abidan, viêm tai giữa, đặc trị các bệnh về lấm móc, lấm caro, trị bỏng, lấm móng tay móng chân là điều trị đều khỏi. Quý vị mua hàng yên tâm, sản phẩm đã được Bộ Y tế cấp phép và sử dụng. Quý khách mua hàng vui lòng liên hệ theo số điện thoại trên màn hình. Xin chân thành cảm ơn. Điểm nhận dạng là cao 1 mét mấy? Nó cao 1m55-56. 556 à. Trên đặc biệt khuôn mặt. Cao hơn em. Dạ. Khuôn mặt ấy đặc điểm nhận dạng là có những cái gì không? Có những dấu hiệu gì không? Có những cái nốt ruồi hay là sẹo gì không? Có không? Vậy là đây là vợ của em đúng không? Dạ. Em trai cho anh hỏi là em họ tên là gì? Em Trần Hoàng Nam. Trần Hoàng Nam à? Dạ. Trần Hoàng Nam sinh năm mấy? Em sinh năm 2003. 2003. Dạ. Vợ 2004. Vợ 2004. Ừ. Hai vợ chồng chênh nhau 1 tuổi đúng không? Dạ. Em nguyên quán ở đâu? Em Hà Tĩnh. Gọi là cùng quê em mê này vợ luôn. Dạ. Trước đây em có đăng ký với vợ không? Dạ có. Ừ, mình có cưới không? Dạ có. Hai vợ chồng em là dắt nhau từ Kỳ Anh, Hà Tĩnh vô trong Bình Dương này ấy, là lâu chưa? Dạ được 2-3 năm rồi. Đã cưới trong vô luôn đúng không? Dạ. Ừ. Rồi hai vợ chồng em hiện nay ở Bình Dương là ở trọ hay là có nhà? Dạ ở trọ. Trọ à? Dạ. Mà nhà trọ ở phường nào? Em ở tổ 7 ấp 4 Tân Nguyên Bình Dương. À tổ 7 ấp 4 Tân Nguyên Bình Dương. Hai vợ chồng em từ khi cưới đến giờ phút này có hạnh phúc không? Dạ có ạ. Hạnh phúc à? Dạ. Mình có đánh đập hay chửi vợ bao giờ không? Dạ không. Em có làm gì để cho vợ buồn không? Dạ. Đến giờ phút này là vợ đi mấy ngày rồi? Dạ, 1 tuần rồi. 1 tuần. Dạ. Xong em là người mới báo tin cho mẹ vợ em để dạ. từ Kỳ Anh vào Hà Tĩnh về đây. Dạ. Là 3 ngày đúng không? Dạ. Em có biết là lý do tại sao vợ bỏ nhà đi không? Dạ không. Em được mấy người con rồi? Em một. Một là trai gái? Một gái. Gái nha. Mấy tuổi em? 2 tuổi. Giờ phút này em đang gửi con ở đâu? Ông bà nội trong giữ là dạ. Hai vợ chồng em đi làm dạ. Vợ em làm công ty ở đâu? Công ty Đồng An, bên Đồng An là công ty Ca Hồng. Công ty Ca Hồng, Đồng An, dạ. Bình Dương đúng không? Dạ. Còn em làm công ty gì? Em làm công ty là em nghỉ luôn rồi. Trước đây nè? Trước đây em làm công ty giày. Giày, lương tháng thu nhập hai vợ chồng tính trung bình được nhiều không? Đủ ăn, đủ sống không có ạ. Có dư không em? Dạ có, cũng dư. Yeah. Em thấy trong thời gian vừa qua ấy, là trước cái thời điểm vợ bỏ đi này ấy, em thấy vợ có những dấu hiệu gì mà nó không có bình thường không? Dạ yeah, không. Không à. Tối ngủ là mình ngủ chung hay là ngủ riêng? Hai vợ chồng ngủ chung với con cái thì thôi chứ. Sáng sáng đi hai vợ chồng vẫn bình thường, đâu có cái gì đâu. Tối đi kêu vợ về vẫn không thấy về. Kêu vợ hỏi công ty bảo là ra lúc 8:45 đi đâu rồi. Con là sáng ra là vợ vẫn đi làm bình thường. Yeah. Nhưng mà đến tối em phát hiện được là vợ không về. Yeah. 4:30 tối đúng không? Yeah. Là 16:30 chiều tối em phát hiện vợ không về, em gọi điện thì em biết được là vợ đã bỏ nhà. Yeah. Đi tại nhà và tới công ty. Yeah. Và từ công ty nào gửi xe lại đó. Yeah. Và đi lúc 8:30 sáng. Yeah. Có nghĩa là chỉ trong vòng khoảng trên dưới 1 tiếng. Yeah. Là vợ em đi mất tiêu luôn. Yeah.
Và vợ em đi đến đâu thì hiện nay em tìm kiếm chưa? Dạ không, từ một tuần rồi em không liên lạc được với con nó ở nhà nó khóc, tội mẹ. Cả đêm. Em đã tìm vợ những đâu rồi? Em đi hết. Em đi hết rừng này kiếm vợ, cũng mà không thấy đó. Đến giờ phút này là em có sợ là vợ em ngoại tình hay vợ bị bắt cóc hay vợ bị dụ đi hay thế nào? Theo nha em. Em cũng không biết nữa. Giờ muốn tìm về con cái. Anh hỏi lại em này, trước đây hai vợ chồng em ấy, cái ngày mà mới quen nhau có thương nhau dữ không? Dạ có ạ. Yêu nhau đúng không? Dạ. Mình yêu nhau, mình quen nhau lâu không mới cưới? Dạ, gần một năm. À. Dạ. Thực sự là hai đứa rất yêu nhau đúng không? Dạ. Mà kể cả trước cái thời điểm mà vợ bỏ nhà, bỏ đi sáng hôm đó đúng không? Dạ. Là một buổi gọi là hai vợ chồng vẫn bình thường. Dạ. Vợ em có sử dụng nhiều điện thoại không? Dạ, có một cái ạ. Một cái điện thoại này vợ em về là có bấm điện thoại liên tục không? Dạ, ít bấm, kiểu con gái nữa, có con nữa, chơi với con. Chơi với con nhiều đúng không? Dạ. Tối là hai vợ chồng em là ai ngủ, ngủ trước ai ngủ sau? Ngủ hai vợ chồng đi ngủ với con ngủ với hai vợ chồng đi ngủ. À. Dạ. Có nghĩa là đến giờ phút này em cũng không phát hiện được một dấu hiệu gì vợ bất thường trước thời điểm vợ bỏ đi. Dạ. Vợ đi trước khi đi là có tiền bạc trong người không? Dạ có. À, nhiều không em? Ít. Có 6 triệu ạ. 6 triệu à. Tiền đó là tiền gì? Tiền đi làm. Trong thẻ vợ em có tiền không? Có trong thẻ, trong thẻ chứ tiền mặt không có. À. Vợ em đi làm là đi cái xe đó xong bỏ công ty luôn. Dạ. Xe gì? Xe Vario. Mà đi bỏ công ty luôn. Dạ. À. Con là không cần xe nữa. Có nghĩa là con theo như thế thì có thể là có người khác chở rồi. Dạ. Đúng chưa? Dạ. Còn chở đi đâu thì hiện nay thì chưa ai biết. Dạ. Em đã trình báo cơ quan công an là vợ mất tích chưa? Dạ rồi ạ. Cơ quan công an nói làm sao? Cơ quan công an nói để người ta tìm kiếm cho, người ta thông báo tìm kiếm cho. Mà hiện nay chưa thấy thông tin gì. Là em báo một tuần hay rồi đúng không? Dạ. Trong hai vòng 24 tiếng là em đi báo luôn. À. Đến giờ phút này anh em hiệp sĩ Bình Dương tìm và giúp rất nhiều, phải nói là hàng ngàn trường hợp các cặp đôi, đặc biệt là các anh, các em trai về đây tìm vợ, tìm chồng. Nhưng câu chuyện của em là một người chồng có thể là trẻ nhất từ trước đến giờ. Đó. Trẻ nhất. Năm nay mới 20, 21 thôi, đúng không? Là thuộc những trẻ nhất rồi. Mà câu chuyện của em thực sự là rất bí ẩn. Hiện nay là theo thông tin em chia sẻ chưa biết đúng hay không. Nhưng nếu đúng theo lời chia sẻ của em thì hiện nay hai vợ chồng em không có dấu hiệu gì mâu thuẫn hoặc bất thường hoặc là cãi vã hoặc là tranh cãi gì đó, đúng không? Mà vợ vẫn bình thường tới phút cuối. Mà tới phút cuối là vợ đột ngột bỏ đi luôn và bỏ con. Và đặc biệt đến giờ phút này anh tìm hiểu được rất nhiều. Ở đâu cũng có chị em phụ nữ bỏ chồng bỏ con. Nhưng đặc biệt ở Kỳ Anh Hà Tĩnh thì anh chưa ghi nhận được một trường hợp nào. Một cô gái trẻ, đặc biệt một người mẹ trẻ mà bỏ con để đi như thế này thì nếu đúng thực sự thì chưa có. Thường, ví dụ như không ở với nhau thì có thể tranh cãi và thậm chí ôm con đi luôn. Nhưng bỏ con để đi như thế này, đến giờ phút này anh em chưa ghi nhận được ở Kỳ Anh Hà Tĩnh một trường hợp nào em gái ít tuổi như vợ em mà bỏ chồng, mà bỏ con như thế này. Đúng chưa? Đó, thực sự là anh rất lấy làm tiếc. Nhờ mấy anh chị giúp đỡ cho, giờ cũng thương mẹ. Tại vì mẹ về cũng thư á, cũng sống không được hai mấy năm nữa đâu, tầm 2-3 năm nữa thôi. Giờ thì mẹ nó lo cho nó rồi, giờ mấy anh giúp đỡ. Để mẹ nó, giờ nó về là muốn nói gì cũng được. Nhờ về cho mẹ nó, hỏi mẹ nó lo. Sợ mẹ nó bệnh thì nằm nó nữa rồi không ai lo ấy. À, có thể là bây giờ nếu như thực sự vợ em không về nữa, nhưng vợ em sẽ tới đây sẽ liên hệ cho anh em hiệp sĩ Bình Dương hoặc vợ em sẽ trực tiếp liên hệ cho gia đình vợ em. Nhưng có thể sẽ không ở với em nữa vì không còn tình cảm với em nữa chẳng hạn, mà sống với người khác. Giờ em cũng chỉ nó muốn như nào là chỉ về với mẹ thôi, tại vì mẹ cũng bệnh tội. Mấy hôm nay em không ăn uống ngủ ngáy gì theo coi con nữa. Anh chưa ghi nhận là một trường hợp là một em trai nhỏ tuổi này. Đây là có thể là cái câu chuyện không ai mong muốn điều đó xảy ra.
Nhưng có thể trong tương lai tới mà nếu vợ em không về là em là tiếp tục là một người đàn ông, có thể là một người chồng, một người cha và có thể là gà trống nuôi con. Buồn không em? Dạ em cũng có một chút buồn tại vì em đặt niềm tin vào vợ em nhiều. Ai là người đưa vợ vào đây hay là hai vợ chồng cùng dắt nhau đi bàn bạc? Em mẹ Mẹ vợ. vợ về trường đây là em ở trong này ở bên Mỹ Phước ạ. À. Em ở bên Mỹ Phước 7-8 năm. Làm bên Mỹ Phước rồi còn em nghỉ học thì em đưa con em vào đấy đi làm. Mình Đến quen nhau khi ấy, hai đứa quen nhau. quen ở Mỹ Phước hay là quen ngoài Bắc? Mỹ Phước ạ. À, quen ở Bình Dương. À, vậy là thực sự rất là phức tạp. Trước đây là khi em quen vợ, em cứ biết là vợ có những mối tình hoặc là yêu đương hoặc ai đó không? Dạ không ạ. Vợ em đến với em là yêu em là người thứ mấy rồi, em biết không? Em cũng Em có tìm hiểu vợ, có chia sẻ không? vâng, dạ cái đó thì Không cái biết đó hả? dạ em cũng không muốn nói, Nói chung là em cũng không dạ cần biết. cũng không cần biết tại vì đến với mình rồi là Mình cũng không không cần biết biết quá khứ người ta là quá gì. khứ là gì, mình không muốn nói. Nhưng mà thực sự là vợ, trong thời gian sống với nhau mấy năm qua thì vợ em thấy rằng ấy, cái tình cảm vợ em dành cho em đã hết chưa? Dạ có. Thực sự là rất thương em không? Dạ có. Có. Nhưng đến giờ phút này có thể thời thế thay đổi em ạ. Trước đây rất thương em đó. Nhưng chỉ một phút chốc thôi là vợ em lại đùng một cái một bồng bột về tuổi đời vợ em rất nhỏ. Có thể là vợ em đùng cái một là không thương em nữa. Mà Em giờ em chỉ sợ nó bị lừa thôi, bị lừa đi ta bán như này nọ thôi chứ em không nữa. theo em đánh giá là em đang sợ bị lừa, nhưng mà anh hỏi lại em, theo em nhìn nhận là một cô gái quê gốc Kỳ Anh Hà Tĩnh như vợ em này, theo em đánh giá là vợ em có thông minh không? Dạ thông minh. Anh nhìn nhận là khuôn mặt thì cũng rất thông minh sáng sủa, nếu để bị lừa thì điều khó xảy ra nhé. Vì nó đang còn ít tuổi mà chắc lẽ là nó ít tuổi nó suy nghĩ không kỹ. Suy nghĩ có thể là chưa thấu đáo, vì vậy đôi khi quen ai đó mà say nắng say mưa người ta giục rồi, chứ để vợ em mà bị lừa thì anh nghĩ là khó xảy ra. Nếu lừa thì một tuần qua vợ em phải tìm đủ mọi cách để liên hệ, mà bắt nhốt giam giữ thì trong vòng một tuần qua, nếu thực sự vợ em muốn về vợ em phải tìm đủ mọi cách, nhưng đến giờ phút này chưa có thông tin đúng không, thì anh nghĩ rằng vợ em có thể là mới đầu là quen chơi thôi, không ai nghĩ là quen luôn, nhưng đến giờ phút này đôi khi là người ta dụ dỗ mình nghe theo lời ngon ngọt, tiếng gọi của tình yêu nó mãnh liệt lắm em nhé. Đôi khi mình sống với nhau thì mình rất yêu vợ, nhưng đôi khi cái tình cảm mình thổ lộ cho vợ không hết hoặc không đủ hoặc chưa tới, nhưng đôi khi gặp những người đàn ông khác người ta dụ, có thể người ta dụ từ trên đến dưới, người ta dụ đủ mọi cách nha, người ta dụ bằng kinh tế, người ta dụ bằng lời nói ngon ngọt, là vợ em có thể là thấy cuộc sống không có tương lai. Vợ em nhìn nhận lại đang ở trọ chưa nhà chưa cửa đúng chưa đó, để vợ em đôi khi là buông bỏ em luôn mà có thể là bỏ con. Các anh em đây không mong muốn điều đó xảy ra nhưng mà đang có hướng nghĩ như vậy, có thể cái gì cũng có thể xảy ra, một nữa là như vậy, mà hai là có thể đôi khi là vợ em đang làm công ty một tháng đôi khi chỉ 7-8-10 triệu thôi, nhưng mà nghe những lời người khác dụ dỗ bây giờ bỏ công ty đi đi làm, nên làm thêm làm mớn đó, làm thêm công việc rất nhẹ nhàng, một ngày thu nhập 2-3 triệu, một tháng thu nhập 5-70 triệu rất sướng đúng chưa, ngơi đi một thời gian là có số tiền này về ra lo cho chồng cho mẹ hoặc cho con. Vì vậy đôi khi đến giờ phút này sa chân vào vũng bùn ra cũng được. Rất nhiều câu chuyện trong thời gian qua anh em hiệp sĩ Bình Dương đã từng ghi hình và chia sẻ rất nhiều thông tin trên mạng xã hội, mục đích chính là cảnh báo cảnh tỉnh cho tất cả các thiếu nữ hoặc các em gái có chồng có con rồi nhưng vẫn bị lừa bị dụ vào các trung tâm massage karaoke đó, rất nhiều người bị rồi, cho anh em giải cứu rất nhiều rồi, đưa lên những câu chuyện rất nhiều nhưng mà đôi khi vợ em không xem hoặc rất nhiều các em gái không xem. Bây giờ em có mong vợ em quay trở về với em không? Dạ có. Em hãy nói một điều nào đó để cho vợ em xem được video này, và chắc chắn vợ em sẽ phải xem. Giờ vợ về với mẹ với con, giống như con mấy bữa nó không ăn uống gì hết, nó chỉ ăn được 2-3 thìa cơm xong chơi vậy thôi chứ không ăn uống gì hết.
mẹ đang bệnh, sống không được 2-3 năm, 2-3 năm nữa thôi chứ không sống được nhiều nữa. Về chăm sóc mẹ đi chứ. Thương mẹ với mẹ từ ngoài Bắc vào. Anh nghĩ là những giai đoạn này là giai đoạn báo hiếu cho cha mẹ. Đặc biệt là mẹ em, nuôi vợ em đến phút trưởng thành và dựng vợ gả chồng. Lẽ ra là giờ này là thành công tốt đẹp. Đúng chưa? Em cũng không nghĩ là như vậy. Đó, nhưng mà đến giờ phút này mẹ lâm bệnh, tuổi không nhiều, mẹ mới bốn mấy thôi. Nhưng mà lâm bệnh hiểm nguy thế này, lẽ ra ấy, là đôi khi vợ em phải bỏ công bỏ việc, có thể là phải từ bỏ gia đình hoặc phải hạn chế, đúng không? Để trò chuyện hoặc không, hoặc những thời gian để bên chồng bên con, để chăm sóc mẹ những ngày cuối đời. Tại vì thời gian này em muốn về quê cũng là cho vợ về quê gần cha gần mẹ mà. Chứ không phải là em. Anh thấy à, anh thấy là thực sự mà vợ à, mẹ em này, mẹ vợ em rất yếu. Người xanh không còn tí sắc nào nữa, mà thực sự là người không còn miếng thịt nào, mỗi xa da mà bọc xương mà. Nó thân hình như thế này thực sự anh không biết là với sức khỏe này đến đâu. Nhìn rất tội, rất thương. Từ khi anh Hà Tĩnh vào đây là vượt xa, phải nói là hàng ngàn km, 1000 mấy km. Đúng chưa? Để vào đây hy vọng là tìm được con gái, để biết được thông tin của con. Bởi vì mẹ nước mắt chảy xuống, không có nước mắt để chảy ngược được. Đúng chưa? Mẹ đôi khi rất yếu, tinh thần rất mệt mỏi, sa sút, nhưng không thể bỏ con được. Đó, để vào đây để tìm con. Hy vọng là em gái này đang ở đâu đó, em xem được video này, thì em hãy suy nghĩ là em quay trở về cùng với chồng, và đặc biệt là mẹ của em. Đến giờ phút này mẹ của em thực sự rất yếu. Dạ, kính thưa cô chú anh chị bạn, nếu ai phát hiện là thông tin em gái là đang ở đâu thì báo tin giúp anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Hải Dương theo số điện thoại 0913 78 5858. Anh em tìm cách để khuyên em gái là quay trở về nhanh nhất có thể. Nếu mình không sống với chồng nữa hoặc không còn tình cảm nữa thì cũng còn còn mẹ. Bởi mẹ em hiện nay thì cái sức khỏe thì em nhìn em thấy rồi, chắc chắn là em là người hiểu nhất. Đây là những phút giây hoặc những thời khắc để báo hiếu cha mẹ. Bởi tuổi em còn rất nhỏ, mẹ em thì tuổi cũng rất ít, nhưng mà không may đã lâm một căn bệnh như này là điều hết sức là không ai mong muốn. Bây giờ chị gái có điều nào muốn tâm sự trên video này, hy vọng là chị không còn thời gian nữa để chị nói chuyện nhiều, và cũng chưa biết là liệu có gặp phải con nữa hay không. Hy vọng là chị hãy nói một điều nào đó để con chị xem được, con chị thương chị và nhớ được những ngày tháng mẹ con bên nhau, hoặc những cái phút giây mẹ con đã từng ngọt bùi đắng cay chia sẻ. Hy vọng là chị gái nói những điều gì đó là con chị thực sự là rất thương và yêu mẹ, thì con chị hãy quay trở về. Mẹ muốn nhắn nhủ với con hằng ạ. Hằng ơi, con về với vợ, với chồng, với con của con. Mẹ con không thương mẹ cũng được, mẹ với con của con. Mẹ thương cháu lắm. Mẹ chỉ muốn con về, có mẹ có con, có chồng có vợ. Mẹ thì nó sống được bao nhiêu nữa. Mẹ chỉ mong có cả con hạnh phúc, cho mẹ không mong muốn cái gì cả. Mấy ngày nay mẹ cũng ăn uống ngủ của mẹ đi, từ ngoài Bắc đi vô địch đấy, mà mẹ cũng đủ sức. Mẹ cũng đủ sức nữa con ạ. Mẹ chỉ muốn con về. Mẹ không biết nói gì hơn. Dạ, câu chuyện đến giờ phút này thực sự là trong trên 20 phút vừa qua, câu chuyện là chia sẻ này thực sự là anh em nghe rất nghẹn lòng, rất thương. Thương cho một người mẹ rất trẻ, và thương cho một em trai này hiện nay tuổi đấy rất nhỏ, nhưng mà lấy vợ lập nghiệp sớm. Đến giờ phút này vợ vì lý do nào đó mà bỏ nhà đi hoặc mất tích, đến giờ phút này chưa biết thông tin. Rất thương và rất đau. Đau đặc biệt là một người mẹ đến giờ phút này. Dạ, kính thưa cô chú anh chị, rất mong đội hiệp sĩ Nguyễn Hải Dương nhận được cái video này, thì các cô chú anh chị cố gắng hết sức chia sẻ nhiều hơn nữa,
để anh em mình chị Bình Dương sớm biết được thông tin chính thức em gái đang ở đâu. Rất mong em gái nếu xem được video này, em gái suy nghĩ là em gái quay trở về và thương chồng, thương mẹ và thương con, thương gia đình, em quay trở về cùng gia đình. Bởi dù gì chăng nữa nhưng mà đây giờ mẹ em cũng sinh ra em, nuôi em đến giờ phút này trưởng thành. Mẹ không may đã lâm bệnh. Đó. Em có thể là em không thương chồng và có thể là không thương con, nhưng mà mẹ em là người sinh ra em. Em hãy suy nghĩ lại. Tránh tình huống xấu nhất có thể xảy ra là mẹ em sẽ không bao giờ có cơ hội được gặp mẹ em lần cuối cùng. Nếu mà con mà về mà con nghỉ chồng, con vẫn thương con này là như thế nào thì con cũng muốn sống với chồng nữa thì con về với mẹ. Mẹ khi nào mẹ cũng yêu thương con cả, mẹ cũng trách mắng gì. Dạ thực sự câu chuyện đến giờ phút này anh em nghe rất là ngặt lòng. Rồi về anh em cũng không muốn kéo dài cái câu chuyện nhá. Anh em hiệp sĩ Bình Dương cũng xin chân thành cảm ơn cái cuộc chia sẻ của giữa hai mẹ con chị. Và cũng xin chân thành chúc chị mau chóng có một cái phép màu ở đó để chị khỏe mạnh lại chị nhá. Chứ thực sự thấy chị cũng rất ốm, rất yếu thế này. Em không biết là bây giờ cái sức khỏe chị liệu có đủ sức khỏe để về quê hay không. Mà không biết là liệu chị có đủ cái thời gian để ở trong miền Nam này, trong Bình Dương để chờ đợi tin con hay không. Nhưng mong chị hãy bình tĩnh, bình tâm lại. Anh em hiệp sĩ Bình Dương sẽ sớm tìm được thông tin chính thức con chị ở đâu để giúp gia đình chị có một cuộc đoàn tụ chị nhé. Dạ, chúc chị thường lộ bình an. Dạ, kính thưa cô chú anh chị bạn, đây là câu chuyện rất đau lòng, rất thương. Rất mong video này để đăng tải lên này các cô chú anh chị hãy giúp anh em hiệp sĩ Bình Dương biết được thông tin chính thức em gái ở đâu, báo tin giúp anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Dương theo số điện thoại 0913 785858. Bây giờ cái cuộc trò chuyện cùng với gia đình mình nhé, thì hôm nay về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình và chia sẻ thông tin, thì gia đình mình có đồng ý cho anh em hiệp sĩ Bình Dương chia sẻ thông tin lên tất cả trang mạng xã hội để cho chị gái tìm con gái cũng như em trai tìm vợ không? Đồng ý ha. Ở cuối video cho phép công trần, xin thay mặt các anh em hiệp sĩ Bình Dương xin chân thành cảm ơn cuộc chia sẻ của gia đình chị, chúc gia đình chị luôn luôn mạnh khỏe hạnh phúc chị nhé. Rồi xin chào, hẹn gặp lại các cô chú anh chị và bạn trong những video tiếp theo. Xin kính chào, hẹn gặp lại.